chào mọi người quay trở lại kênh YouTube của Alpha Computer. Thì từ đầu năm thì tại triển lãm công nghệ CES, Asus đã giới thiệu một loạt các sản phẩm ZenBook mới dành cho năm 2022. Nhưng cho đến tận bây giờ thì mình mới được cầm trên tay em Asus ZenBook phiên bản mới này. Các dòng sản phẩm của ZenBook thì luôn mang đến những mẫu laptop nhỏ gọn, thiết kế đẹp, chất lượng hoàn thiện luôn ở mức tốt và hướng đến đối tượng người dùng là doanh nhân. Năm nay thì thay vì giữ nguyên thiết kế đường tròn đồng tâm đã quá quen thuộc trong rất nhiều năm trở lại đây, thì cuối cùng Asus đã thay đổi thiết kế trên dòng ZenBook của mình, vẫn đem đến một mức giá vô cùng dễ chịu, chưa đến 24 triệu đồng. Các bạn sẽ có một mẫu laptop hoàn toàn mới của năm 2022, Asus ZenBook 14 OLED. Như đã nói ở trên thì toàn bộ thiết kế bên ngoài của ZenBook đã được thay đổi. Thay vì đường tròn đồng tâm với chữ Asus thì bây giờ đã thay bằng một mặt phẳng lì với chữ A cách điệu. Nếu như mà các bạn chưa biết thì chữ A này là logo của Asus thiết kế để kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Asus. Phía bên dưới thì sẽ là một dòng chữ Asus ZenBook nhỏ xinh. Cá nhân mình thì mình khá thích sự thay đổi này của Asus, mặc dù về thiết kế cũ hay là mới thì nhìn vẫn rất là sang xịn mịn. Tuy nhiên thì thiết kế cũ nhìn lâu các bạn cũng sẽ chán đúng không? Thế nên là Asus đã có một sự nâng cấp về mặt thiết kế cho phiên bản mới này, tối giản, tinh tế và sang trọng hơn rất là nhiều. Bề mặt này thì có một điểm trừ, đó chính là hơi bám vân tay, thế nên là nếu muốn máy sạch sẽ thì các bạn nhớ lau chùi thường xuyên nhé. Một điểm nữa về thiết kế mà mình chắc chắn phải nói vô cùng tinh tế và tỉ mỉ chính là ở hai bên phần bản lề, thiết kế đường tròn đồng tâm vẫn được Asus nhắc đến như một lần nữa khẳng định lại thương hiệu Asus ZenBook. Vẫn giữ nguyên đặc trưng của dòng Asus chính là bản lề Eucalypt, nhưng mà với phiên bản mới này thì Asus trang bị thêm hai feet cao su để tránh cho phần cạnh màn hình tiếp xúc trực tiếp với mặt bàn, dễ làm xước máy. Phần bản lề Eucalypt này thì luôn tiện dụng này, vừa giúp nâng máy lên cho các bạn một tư thế gõ máy thoải mái, vừa tăng hiệu quả tản nhiệt tốt hơn. Thêm vào đó thì bản lề còn mở được là 180 độ, giúp góc màn hình rộng hơn, các bạn làm việc được nhiều tư thế hơn và dễ trao đổi thông tin với người đối diện hơn. Tổng thể hoàn thiện thì siêu chắc chắn, khung máy được làm hoàn toàn bằng nhôm, thế nhưng mà cực mỏng nhẹ, tính di động cao, dễ dàng cầm máy bằng một tay hay là cầm laptop đi theo khắp nơi để di chuyển. Với kích thước mỏng chỉ là 16,9mm và nặng khoảng 1,4kg. Flex và rung lắc thì gần như là các bạn sẽ không gặp phải ở trên em máy này. Với mức giá chưa đến 24 triệu đồng thì ngoài sự thay đổi về mặt ngoại hình thì điểm đáng giá nhất ngay từ cái tên thôi các bạn cũng có thể đoán được, Asus ZenBook 14 OLED, nghĩa là trong một mức giá tầm trung các bạn sẽ có màn hình gương OLED, độ phân giải 2,8K siêu đẹp, siêu sắc nét trên một mẫu màn hình 14 inch. Sở hữu thiết kế Nano Edge với 4 viền màn hình mỏng này nên màn hình có tỷ lệ trên thân máy sẽ là 90%, cạnh trên thì sẽ được trang bị webcam đạt chuẩn tỷ lệ vàng 16:10, độ sáng cao hơn cả MacBook Air M1 lên đến là 600 nit. Cho dù các bạn sử dụng trong nhà hay là ngoài trời thì màn hình cũng hiển thị rất là rõ nét, không bị lóa. Màu sắc chuẩn không phải bàn với 100% DCI-B3 và đạt chứng nhận Pantone về độ chuẩn màu sắc. Độ sai lệch màu sắc siêu ít khi mà Delta E xấp xỉ là bằng 1, gần như là giống với những gì mà mắt thường có thể nhìn thấy được nhất. Đặc biệt thì chiếc màn hình OLED này còn có khả năng bảo vệ mắt tối đa nhờ giảm thiểu ánh sáng xanh có hại phát ra lên tới 70%, sẽ hạn chế các nguy cơ tiêu cực tổn hại võng mạc của các bạn. Và đây thì sẽ là một mẫu màn hình cực kỳ hoàn hảo cho những ai làm về sáng tạo này, nhất là những công việc liên quan đến hình ảnh, màu sắc. Các bạn sẽ không thể chê vào đâu được bất cứ điều gì về chất lượng hình ảnh trên chiếc màn hình của Asus ZenBook 14 này. Về cấu hình thì sẽ được trang bị ở mức cơ bản cho các bạn làm về các tác vụ văn phòng, giải trí với AMD Ryzen 5 5625U, 8GB RAM, 512GB SSD và AMD Radeon Graphics. Về bàn phím và touchpad thì cũng là một điểm cộng trên ZenBook 14. Layout phím hợp lý, hành trình phím sâu. Bề mặt các phím thì được Asus thiết kế võng xuống cùng phần feet cao su được bao quanh các phím sẽ cho các bạn trải nghiệm gõ chính xác. Phần tay khi mà tiếp xúc với bàn phím thì vô cùng thoải mái. Và vừa để tăng tính bảo mật, vừa giúp máy khởi động nhanh hơn thì Asus tích hợp cảm biến vân tay một chạm ngay ở trên nút nguồn. Về touchpad thì tích hợp luôn bàn phím số sẽ là điểm đặc trưng trên các dòng ZenBook, giúp cho việc nhập dữ liệu trở nên dễ dàng hơn này, bề mặt siêu mịn. Ngoài ra thì touchpad này còn được Asus trang bị là lớp chống bám vân tay khi được phủ một lớp nano và lớp phủ PVD sẽ giúp cho các thao tác cảm ứng đa điểm trở nên dễ dàng và phản hồi nhanh chóng. Thì là một chiếc máy thiên về khả năng làm việc như là giải trí thì thế nên là loa của Asus ZenBook được trang bị đó chính là loa Dolby Atmos và được tinh chỉnh bởi Harman Kardon cho chất lượng âm thanh cực kỳ ổn. Khi các bạn bật max volume lên thì nghe cũng rất là êm, không bị dè.
Về phần cổng kết nối, cũng được Asus trang bị đầy đủ mặc dù đây là một chiếc máy mỏng nhẹ và đặt hầu hết ở bên phía cạnh phải. Cạnh trái thì các bạn sẽ có duy nhất một cổng USB Type-A, cạnh phải thì sẽ có một cổng HDMI, một jack audio combo, hai cổng USB Type-C, một đầu lọc thẻ micro SD. Tổng kết lại thì đây sẽ là một mẫu laptop quá là hời trong tầm giá khi mà các bạn bỏ ra chưa đến 24 triệu đồng. Các bạn sẽ có một thiết kế đẹp, một màn hình OLED đẹp chuẩn từ chất lượng hình ảnh cho đến màu sắc. Cấu hình thì đa tác vụ. Thế nên là link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả cho mọi người có thể click vào nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.